Em xin chào các bác ạ, chào mừng các bác quay trở lại với cả kênh của Lương Thanh. Và ngày hôm nay thì bên em có nhiều đơn hàng và ở đây thì có hai cái đơn của hai bác khách khác nhau đến từ Bắc Cường Lào Cai và một bác khách đến từ Vũng Tàu Bà Rịa. Thì hai bác khách này có gửi đầu lên bên em và nhờ nâng cấp main lên cái đời hệ thống karaoke cao cấp nhất các bác nhá. Và trước khi đi vào cái chủ đề chính này thì em xin giới thiệu qua bên em là bên Lương Thanh, chuyên cung cấp các thiết bị karaoke gia đình và karaoke chuyên nghiệp, có rất là nhiều các thiết bị để các bác lựa chọn và sắm sửa, nâng cấp cái dàn loa, cái dàn âm thanh của gia đình. Bên em có nâng tiếng, có vang cơ, có vang số chỉnh cơ, loa full 25, 30, 40, rồi loa trầm điện, loa trầm hơi và các đầu màn chọn bài, quản lý nguồn, rất là nhiều các thể loại các bác nhé. Và ở đơn hàng này các bác thể thấy ở trước mặt em đây, đó là hai màn hình đang chạy hai cái hệ điều hành karaoke khác nhau. Và cái bên phải đó là đang chạy hệ điều hành của VietKTV, là cái đầu VietKTV K Plus hiện đại nhất bây giờ. Và còn bên trái thì đó là chạy cái main Smart K các bác nhé. Và hai cái main Smart K và cái main VietKTV K Plus hiện tại thì đang là cái dòng mới nhất và hiện đại nhất, nhiều tính năng nhất năm 2023. Ở đây các bác có thể thấy hai cái vỏ đầu cũ nhá. Cái vỏ đầu trên là cái con HD thường thì bác khách gửi lên bên em. Cái loại HD thường của VietKTV thì nó sẽ rất là giới hạn các tính năng và nó chỉ có cập nhật bài hát mới thôi. Nó chỉ có cập nhật bài hát mới vào trong ổ cứng. Ngoài ra thì nó không thể hát YouTube online được này. Nó không thể sử dụng để vào các ứng dụng khác nhau để giải trí đa phương tiện như là xem phim, đá bóng, nghe nhạc. Và cái đầu ở dưới thì là còn đời thấp hơn cái đầu đời trên. Nó đều là đến từ hãng VietKTV các bác nhé. Cái đầu ở dưới thì trước nó là con đầu 3.0 của VietKTV. Cái đầu 3.0 thì nó không có bất kể một cái tính năng gì. Đặc biệt cả nó cũng không dùng được mạng luôn, không cập nhật được bài hát mới và chúng ta chỉ có thể hát những cái bài hát cũ ở trong ổ cứng thôi. Và cái ổ cứng thì nó cũng giới hạn dung lượng các bác nhé. Nó chỉ dùng được đến ổ cứng cái loại 3.0, em nhớ không nhầm là ổ cứng nó chỉ dùng được đến ổ cứng 3.0 33T thôi hay sao ấy. Và nó không thể nào nó nâng cấp được thêm dung lượng. Chính vì vậy khi mà các bác sử dụng lâu dài, các bác mua từ lâu rồi ấy, thì nó không thể nào nó cóp thêm được những bài hát mới vào và các bác chỉ hát đi hát lại những bài hát cũ. Chính vì vậy đâm ra lâu ngày thì các bác chán thì các bác muốn bỏ đầu đi. Nhưng bên em có một giải pháp tối ưu hóa và tiết kiệm chi phí cực kỳ cho các bác, đó là các bác gửi về bên em và bên em chỉ thay đúng cái main bên trong thôi, với chi phí rẻ hơn một nửa so với mua đầu mới các nhá, mà các bác vẫn được sử dụng những cái dòng đầu cao cấp nhất năm 2023. Và ở đây thì nó sẽ có những cái ví dụ trực quan hơn về hai cái hãng đầu này. Thứ nhất là cái con ở dưới này các bác này, cái con đầu ở dưới là cái vỏ VietKTV H 3.0 cũ thì em đang sử dụng, đó là main Smart K xanh đó, main Smart K, nói chung là main Smart K các bác nhá, đến từ thương hiệu Smart K. Và cái đầu HD thường ở trên thì em đang thay vào đó là cái con main của VietKTV và cái mã của nó là con K Plus, đó là những cái dòng mới nhất trên thị trường bây giờ. Và em sẽ chiếu cho đằng sau các bác này. Về cái cổng kết nối đằng sau thì con đầu nào nó cũng có những cái cổng kết nối tương tự và giống nhau thôi. Ở đây ở phía trên trước các bác nhá là cái con K Plus, thì cái con K Plus này nó sẽ có các đường ra hình ảnh. Thứ nhất là đường ra bằng jack VGA, đường thứ hai là HDMI. Đấy, còn đường ra âm thanh thì nó sẽ có đường cổng quang optical truyền âm thanh bằng ánh sáng. Bác thấy cái đường nó có ánh sáng đỏ đỏ trong này không? Đấy, và nó sẽ có đường ra là đường hoa sen. Và bốn cái jack này là để chúng ta cắm thêm những cái đường điều khiển từ xa và cái màn hình cảm ứng, hoặc là cái đường audio chúng ta cắm vào để chúng ta truyền nhạc vào trong cái đầu này. Đấy, và ở đây nó là cái phần anten để chúng ta có thể kết nối wifi các bác nhé, kết nối wifi. Và ở dưới thì đó là cái phần để chúng ta kết nối với mạng LAN, chúng ta cắm mạng dây vào. Chúng ta có thể sử dụng mạng không dây hoặc mạng có dây. Nếu mà các bác sử dụng gia đình thì em khuyên các bác là nên sử dụng mạng dây, và các bác làm chuyên nghiệp ý, phải sử dụng mạng dây thì nó mới đảm bảo cái đường truyền tín hiệu nó lúc nào cũng ổn định và chạy mượt mà. À, ở đây thì nó sẽ có quạt gió các bác nhé. Và cái con Smart K ở dưới thì cũng như thế, tương tự thôi. Có đường cổng quang tiếng này, đường cổng hoa sen tiếng ra này. Có hai đường hình ảnh ra là đường HDMI và đường VGA này. Rồi có đường cấp nguồn, con này sử dụng là nguồn 12V các bác nhé. Cái main này thì nó chỉ có đường cấp nguồn 220V. Còn cái main Smart K thì các bác có thể sử dụng đường 220V. Hoặc là các bác có thể sử dụng cái đường cái cục adapter 12V này thì tùy theo các cách lắp đặt thì khác nhau, thì bên em sẽ câu điện khác nhau thôi các bác nhé. Và nó cũng có cái đường cổng mạng cắm vào đây. Ở dưới đó là đường kết nối màn cảm ứng này, hoặc là chỗ này là chỗ kết nối USB để chúng ta có thể kết nối với USB 3.0, và cái bên này nó cũng thế.
Đây là hai cái con này thì đường kết nối nó y hệt nhau các bác nhá, giống hệt nhau thôi. Và cái đặc nó khác nhau ấy thì nó là về cái tính năng sử dụng của nó. Và bây giờ em sẽ nói cả hai về hai con này, các bác có thể thấy cái giao diện của nó nhá. Theo cái nhìn trực quan của em ấy thì cái giao diện của SmartCar nhìn nó đơn giản và dễ sử dụng hơn. Về cái con Việt KTV này thì em nhận xét nó có một cái điểm mạnh, đó là nó có thể ngay lập tức nó tải được những cái bài hát mà chúng ta chưa có ở trong ổ cứng. Các bác thấy không? Đây là bài hát chưa có trong ổ cứng này, và em chỉ cần nhấn vào đám mây thôi nó tự lập tức nó tải luôn. Và những cái bài chưa có, ví dụ như cái bài một bài mới nào đó của em hay nghe nhạc rap của Denvo, em sẽ cái bài nấu ăn cho em. Nấu ăn cho em đây các bác nhá, nấu ăn cho em này. Và hiện tại thì nó chưa có trong ổ cứng các bác nhá. Và em chỉ cần nhấn vào cái đám mây là nó sẽ tự động nó tải luôn các bác này, vào phần đã chọn và sang với phần download. Đấy, các bác thấy không? Là nó đang tải về đây này. Đấy, nó đang tải về và nó tải cực kỳ nhanh nhá. Cái tốc độ của nó cập nhật rất là nhanh luôn các bác ạ. Và đấy là một cái điểm mạnh của đầu Việt KTV. Còn cái đầu SmartCar ấy thì nó sẽ không cập nhật được bài hát vào trong ổ cứng, mà bên em đã có sẵn những bài hát mới nhất rồi. Và nhưng mà cái điểm mạnh của SmartCar đó là nó có rất là nhiều các ứng dụng kèm theo để chúng ta sử dụng, như là K cộng, rồi xem VTV Go, rồi TV 360, và nó có thể cài được rất 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 là nhiều ứng dụng. Thì đấy là lại là cái điểm yếu của con Việt KTV. Con Việt KTV nó cũng có những cái app có sẵn cho chúng ta, nhưng mà nó chỉ giới hạn ở một số app thôi, chứ không phải là app nào nó cũng có các bác nhá. Đây này, đấy các bác thấy chưa? Đây là những cái app có sẵn, và nó chỉ có những cái app có sẵn này thôi. Và chúng ta sử dụng cái nào thì chúng ta cài cái đấy lên. Lấy những cái app cơ bản nhưng mà cũng đủ để cho chúng ta sử dụng để xem phim và lướt web, nghe nhạc rồi. Đấy, còn bên SmartCar nhá. Bên SmartCar này các bác này, chúng ta có thể vào trong phần Android của nó, vào cái phần con robot này, và chúng ta có thể tải bất kể một ứng dụng nào chúng ta muốn. Và em đã để cái ứng dụng cửa hàng này ở trong sẵn ở trong ổ cứng rồi, mà chúng ta chỉ cần việc cài cái đặt cái cửa hàng đấy lên thôi, và em sẽ cài sẵn trước khi gửi đi cho các bác nhé. Đấy, và có cái phần cài đặt cửa hàng này thì các bác bất kể một cái ứng dụng gì các bác cũng có thể cài được. Và đấy là cái điểm mạnh của SmartCar. Đấy, em đã nói rõ cái điểm mạnh và cái điểm yếu của từng con rồi các bác nhé. Thì tùy theo nhu cầu các bác sử dụng thôi. Nếu mà các bác sử dụng gia đình ấy thì em khuyên là các bác nên sử dụng cái dòng SmartCar này. Nó hoàn toàn có thể sử dụng cho phòng hát, hoàn toàn có thể sử dụng cho anh em làm sự kiện ấy. Nhưng mà nếu mà để mà lựa chọn những cái tối ưu nhất thì chúng ta dùng gia đình thì chúng ta dùng SmartCar. Còn anh em nào mà làm phòng hát chuyên nghiệp, chúng ta ít khi chúng ta sử dụng những cái ứng dụng này, thì chúng ta nên chọn những cái dòng Việt KTV, bởi vì nó có thể là tự động nó cập nhật những bài hát vào trong ổ cứng, thì nó rất là tiện cho anh em nhé. Và cái hai cái con này nó đều có cái tính năng, đó là chọn bài trên YouTube. Và cái hát ở trên YouTube này thì nó là cái ứng dụng quan trọng nhất, nó là cái quan trọng nhất của cái đầu karaoke hiện đại 2023. Thì tất bất kể một cái bài hát nào nó cũng sẽ có ở trên cái kho video của toàn thế giới này. Và bài hát này thì các bác có thể chọn bất kỳ bài nào nó cũng có hết các bác nhá. Và nó sẽ lọc hết ra những cái video chạy hát karaoke cho các bác. Có nghĩa là các bác chỉ cần tìm kiếm gõ tên bài hát thôi là nó sẽ tự động nó lọc ra thành karaoke. Và các bác không muốn nghe YouTube thì các bác có thể sang cái phần SoundCloud để các bác nghe nhạc các bác nhá. Trong này nhạc thì có rất là nhiều các thể loại khác nhau, Vina House này, nhạc hot TikTok này, nhạc EDM, Việt mix nonstop, nhạc DJ, rất rất là nhiều thể loại. Và bên cái MixCloud này thì nó cũng thế. Tương tự như cái con Việt KTV này thì dòng SmartCar này cũng vậy luôn các bác nhá. Và em quảng cáo rất rất là nhiều lần rồi. Và cái con Việt KTV và cái dòng SmartCar này đều có thể sử dụng nhiều cách khác nhau để điều khiển. Con này có thể sử dụng chuột không dây, chuột có dây, hoặc là điều khiển từ xa, điều khiển bay ấy, chuột bay ấy các bác. Đấy, sử dụng chuột bay cũng được, hoặc là chúng ta có thể sử dụng một chiếc điện thoại di động để chúng ta điều khiển cũng được các bác nhá. Và đây em sẽ lấy một cái điện thoại để em điều khiển cho các bác xem này. Và nó sẽ sử dụng ứng dụng khác nhau để điều khiển các bác nhá. Đầu tiên là em sẽ sử dụng cái điện thoại này để điều khiển cái đầu SmartCar. Ở đây các bác thể thấy này, cái ứng dụng tên của nó là cái ứng dụng SmartCar, có cái hình màu đỏ này, và bên trong có cái wifi, vạch wifi màu trắng. Và khi chúng ta mở lên thì nó sẽ tự động nó kết nối với cả đầu luôn, rất là nhanh gọn. Và đặc biệt là chúng ta phải lưu ý là để mà hai cái này kết nối với nhau ấy thì chúng ta phải kết nối mạng của cái điện thoại này và cái đầu này cùng chung một cái wifi các bác nhá. Có nghĩa là cái đầu này các bác cắm mạng từ cái ổ wifi nào thì điện thoại cũng phải kết nối với cả cái cục wifi đấy thì nó mới có thể điều khiển được. Và khi các bác kết nối xong, mở ứng dụng lên là nó sẽ tự động nó kết nối với nhau luôn, không cần phải thêm bất kể một cái thao tác nào. Thì cái này nó lại là cái một cái điểm mạnh của SmartCar này các bác này, rất là nhanh và gọn đúng không ạ?
Còn cái đầu VKTV này thì chúng ta phải thêm một cái thao tác, đó là chúng ta quét cái mã QR nó có ở trên kia kìa. Hoặc là chúng ta nhập cái mã là 2101, có nghĩa là cái mã phát điều khiển để chúng ta có thể sử dụng điện thoại qua điều khiển. Nhưng mà thật ra thì nó cũng không chậm hơn là bao nhiêu đâu. Chúng ta chỉ cần mở điện thoại lên và chúng ta nhập mã là tự động là nó có thể là điều khiển được luôn. Và cũng phải kết nối cùng Wi-Fi các bác nhá, cùng một mạng thì nó mới điều khiển được. Thì đầu tiên là em sẽ điều khiển cho các bác xem này. Ở đây em nhá, em chọn bài thu sầu chẳng hạn, em nhấn chọn phát thì các bác thấy không? Ngay lập tức là nó sẽ chạy sang bài thu sầu luôn, rất là nhanh. Và chúng ta cũng có thể chọn Wi-Fi, chọn YouTube, nhạc YouTube online ở trong cái phần YouTube các bác nhá. Đấy, rồi chúng ta có thể tua bài next, bài tăng giảm âm lượng, nâng hạ tông. Đấy, tên thì Hồng Anh viết này, nhấn chọn này. Và cái này thì các bác có thể thêm những cái bài hát bác thích hoặc những cái bài tủ các bác vào cái phần thích này này. Thì khi mà các bác mở cái phần nhạc yêu thích lên thì ngay lập tức là nó sẽ có cái bài đấy luôn. Đấy, các bác nào mà muốn vừa mở đầu lên mà muốn thao tác chọn bài nhanh mà chúng ta không muốn phải gõ nhiều ấy, những bài tủ mà các bác hay hát hay muốn thể hiện với mọi người thì các bác lưu vào cái phần thư mục thích này và mở lên cái các bác chỉ cần thao tác vào thư mục thích nhấn phát là xong, rất là nhanh đúng không ạ? Đấy là những cái ưu điểm ở trên cái dòng Smartcast là rất là nhanh gọn lẹ và nó đặc biệt là nó nhiều các thao tác sử dụng ứng dụng và nhiều cái tùy chỉnh để chúng ta có thể sử dụng. Còn cái dòng VietKTV này thì cái ứng dụng của nó sẽ là ứng dụng VietKTV K Plus các bác nhé. VietKTV K Plus, và khi chúng ta nhấn vào VietKTV K Plus này thì nó sẽ bảo yêu cầu chúng ta là kết nối với đầu, thì chúng ta phải thêm một cái thao tác là kết nối với đầu. Thì cái mật khẩu app kết nối thì nó sẽ hiện ở trên cái TV qua đường HDMI các bác nhé, chứ nó không hiện ở cái màn cảm ứng đâu. Nếu các bác muốn nó hiện mã ở màn cảm ứng, đây thì em sẽ cho các bác xem, đó là các bác muốn biết cái mã để mà chúng ta kết nối điện thoại thì chúng ta vào cái phần cài đặt này. Đấy, và chúng ta nhấn vào cái phần thiết bị kết nối app thì nó sẽ hiện ra đây, app connect là 2101. Đấy, và quét mã này để chúng ta tải cái ứng dụng điều khiển về. Hoặc là chúng ta có thể quét cái mã ở giữa để chúng ta là kết nối cái điện thoại này với cái đầu. Đấy, có hai cách kết nối, một là chúng ta quét mã QR thì nó tự động kết nối, hai là chúng ta mật nhập mã như thế này. Thì các bác làm cách nào cũng được thôi. Ở đây thì em sẽ dùng cái kết nối đầu ngay này và em sẽ sử dụng cái quét mã QR nhé, và em quét luôn cái mã ở giữa này. Nếu mà các bác muốn nhập mã kết nối thì các bác nhấn vào cái chỗ nhập mã kết nối này, các bác nhập 2101 là xong. Đấy, còn nếu các bác muốn quét QR thì các bác nhấn vào cái phần quét mã kết nối, nhấn vào một cái và các bác để vào giữa này. Đấy, ngay lập tức, rất là nhanh các bác nhá. Rất là nhanh thôi, nó cũng chả là lâu hơn cái đầu Smartcast là đáng là bao nhiêu cả, chỉ thêm vài giây để thao tác thôi. Và ở đây thì em sẽ chọn bài. Chúng ta nhấn thoát ra ngoài đi và bây giờ em chọn bài cho các bác xem nhá. 1 2 3 4 của Chi Dân đã chọn bài. Và bây giờ em sẽ nhấn tua bài các bác nhá, sang bài mới này. Ok. Có thấy không? Đấy, và nó sẽ qua bài mới luôn này. Đấy, và ở đây em đang chọn sẵn mấy bài rồi, em nhấn qua bài tiếp này. Đấy, em nhấn qua bài tiếp các bác nhá. Qua bài. Các bác thấy chưa? Nó tua bài rất là nhanh nhá, và mọi thao tác như một cái màn cảm ứng luôn. Nếu ăn cho em mà vừa lấy em chọn em tải về đấy. Đấy, ok, và bây giờ em nhấn sang bài tiếp theo là 1 2 3 4 này. Đấy, ok các bác nhá. Cả hai cái con này thì thật ra là 1 9 1 10 thôi. Bên 8 lạng người nửa cân thì nó cũng không hơn kém nhau là mấy, và nó đều có những cái tính năng hiện đại nhất để thỏa mãn cái nhu cầu sử dụng của chúng ta, thỏa mãn cái nhu cầu giải trí của chúng ta. Và cái đường hình của hai cái loại đầu này đưa ra đều là 1080, hình ảnh cực kỳ là sắc nét. Và đặc biệt ở cái dòng Smartcast thì nó có thể đọc được cả định dạng lốt LED, nghe nhạc lốt LED này, và định dạng 3D và định dạng 4K để chúng ta có thể xem phim 3D, xem phim 4K. Đấy, và nó như một chiếc máy tính bảng luôn. Đấy, nếu các bác dùng gia đình hoặc nếu các bác muốn đa tính năng, đa ứng dụng và các bác sử dụng với nhiều mục đích khác nhau thì các bác hãy chọn dòng Smartcast. Nếu mà anh em làm sự kiện, anh em làm format chuyên nghiệp mà muốn nó bền bỉ, muốn nó hoạt động lâu dài, muốn nó hoạt động gọi là cơ bản, những thao tác những cái cơ bản chỉ để phục vụ khách hàng, thì chúng ta lên sắm những cái dòng đầu của VietKTV thì nó là ok nhất. Thì để mà muốn biết thêm thông tin chi tiết về hai cái dòng đầu này, các bác hãy liên hệ với bên em qua số điện thoại là 0988646683. Bên em là bên Lưu Âm Thanh. Và đặc biệt em nhấn mạnh một lần nữa là nếu mà các bác nâng cấp đầu này thì chi phí nó sẽ rẻ đi một nửa các bác nhá. Nếu mà các bác mua mới những cái dòng đầu K Plus thì cái giá của nó rơi vào là khoảng hơn 10 triệu đồng, 10 đến 11 đến 12 triệu đồng tùy vào dung lượng ổ cứng của các bác. Và tiếp theo là cái con Smartcast mà các bác mua đầu mới thì nó rơi dao động vào từ 8 triệu rưỡi cho đến khoảng hơn chục triệu đồng tùy vào dung lượng ổ cứng 2T, 3T hay 4T hay là 6 hay là 8T. Còn nếu mà các bác nâng cấp ý, thì cái main VietKTV K Plus này thì nó chỉ rơi vào khoảng đâu đó 6 triệu đồng thôi. Còn cái main Smartcast thì nó rơi vào 5 triệu đến 5 triệu rưỡi, và các bác thấy cái khoảng chi phí đấy nó tiết kiệm gần một nửa và thậm chí là hơn một nửa rồi đúng không?
Đấy thì và các bác đặc biệt là các bác không hề bị lãng phí những cái đầu cũ của chúng ta. Thì tự dưng các bác vứt đi một cái đầu thì nó tốn kém rất là nhiều. Đấy, mất khi mà các bác đầu tư những cái đầu vào thời điểm đó ấy, cái đầu những cái đầu như này nó rơi vào 5 6 triệu đến thậm chí là mười mấy triệu một cái đầu. Và các bác tự dưng các bác vứt đi thì nó rất là phí, lãng phí đúng không ạ? Đấy, để mà tiết kiệm và để mà tối ưu thì các bác hãy liên hệ bên em 0988 646 683, bên em là bên Lương Âm Thanh. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Và ở cuối video thì các bác hãy nhấn đăng ký kênh để không bị bỏ lỡ bất cứ một cái video quảng cáo sản phẩm nào của bên em. Em cảm ơn các bác và em xin dừng cái clip này ở đây.